đấy, cứ mỗi tháng cần 3. Xin chào tất cả mọi người nhé, quay trở lại với video tiếp theo của mình. Mời các bạn cùng mình ra vườn để nhổ những cái luống rau già để chuẩn bị gieo rau mới nhé các bạn nhé. Đây là luống rau mùng tơi nè các bạn, nhổ gốc già đi rồi gieo rau khác nhé các bạn nhé. Mẹ ăn rau muống cắt để mà ăn. Vâng. Cái gốc lấy ngọn ăn gần cái gốc đầu tí. Vâng. Cắt được tí nữa về nhỉ. Ao đây á? Những cái con đắp cỏ ấy gì? Đắp nước nó vào mới lại. Ôi giời ơi, hôm nọ đắp xong nó lại thủng. Sáng nay cháu lại đắp vào. Xong rồi lấy những cái ngọn rau muống này cấy xuống ấy, mang vào thôi làm cái vườn đã. Kiểu mát rồi. Rau muống của cháu nó cũng mọc dài ra rồi, sáng nay lấy được một nắm vút cho lợn ăn. Đấy. Thú đúng bạn lại ngủ cái gì à? Vâng. Đấy, cứ bảo sao mà như thế. À, bây giờ mẹ khó bảo ở nhà sáng đến xong lại còn trông em. Qua phải cô á, cô xuống cô mẹ lôi cổ về cô nọc cho trận ngay. Không để cái kiểu là nhà không có. Mày chơi là chơi tao cho mày chơi, nhưng mà đến giờ đi ngủ làm cái về. Một giang là đã không. Thằng mít đấy mà. Mít đi là nó cũng đi đấy. Nó tốt lên nó đỏ ngực. Đánh con trâu dạo. Đi ra là miền chi bao phân gì. Kiểu này cô phải đi lấy bao chấu rồi. Thế bà Nguyệt cũng đang gánh phân bỏ đâu đấy? À, bên kia. Em bà kêu mình làm nông tẹt tẹt như đấy. Mẹ nhà bà Bình gì rồi. Nhà bà Mư thì cỏ giả đầy, rau người ta vẫn có. Làm sạch sẽ, đéo gì bà. Chưa bà làm sạch có cái rau đéo này. Cái rau vớ vẩn. Ông bà cứ bảo đi rau cũng đi tốt không bà cứ đi. Có thời gian đâu bảo nó đi làm với mười hai rưỡi nó mới về, lúc cái con chip nó ngủ ai ấy. Bà con chơi cả ngày ở nhà. À cũng được chơi cả. Nó ở đây mà sao nói mấy tháng nó về mình. Sắp hết hè bố này nhỉ? Hè nó sắp như kia đấy. Nãy mẹ nó học xong lại thấy học hành gì tú quá thế. Học về mấy bảng vi tính gì? À, viết viết bụng gì vậy? Qua đi chơi về vẫn thấy viết mà, vẫn thấy học mà, viết mà. Nãy sáng nay là định bảo sao hôm nay nó dậy sớm thế. Chị bác? Không, mẹ nó. À, mẹ nó lại học cái gì? Thế xong con lấy chắc tao đi chơi. À đi ăn sáng, quên mất rồi. Không gặp à? Không. Đi ăn sáng. Em mua cho đi ăn sáng. Em mua 20.000 bánh cuốn về hai anh em ăn hết. Thằng Tú ăn nhiều chứ thằng Hào ăn mấy. Nó no nó vẫn đau bụng lắm. Con vẫn cho con đi ăn bánh cuốn. Hôm nào mua 10.000 bánh cuốn con chip nó có ăn được, ăn hai bánh miếng. Hai người cháu thế. Mà thằng con Linh nó mua cái bánh cuốn cuốn thịt ý. Chồng Linh chắc bây giờ hết việc hay sao cứ
chết nha. Bây giờ hết việc mà chết. Đi bố lên trên này mà lấy xe kia mà. Gà rồi ăn lấy. Hả? Gà rồi ăn lấy. Không, lấy xe cho bọn ấy không, cái công ty tư nhân ấy. Có phải làm sao mà xin được vào mỏ. Công ty tư nhân này công ty nào? Bây giờ làm gì có? Nó hiền nó. Nó bảo ở chỗ nào Đức Giang cái rủng nó cũng lấy tháng mười mấy triệu ấy. Thế à? Ừ, 13 triệu. Cái thằng nào nó cũng vừa mới xin vào ấy. Cái cây nhãn này là nhãn cùi. Vâng. Nó cùi nó dày. Chẳng qua là bên trên nhà cô cớm thì nó không có quả. Bên này nó ánh nắng vào nó có. Có nhưng mà một chít nó hít thì nó rụng hết rồi. Sao nay bọn mình không làm à? Không làm, vẫn làm chứ. Tiến nó bảo rồi không làm đi về. Không làm đi về đâu, anh Tiến anh đi làm xong là nhà anh Viên lại hỏi là có lên bắt cá không, thì chị Hà gọi bảo là có về bắt cá không, xong ông bảo là đang làm, thế một lúc sau lại khi xe về. Ừ, thế không phải là không làm đâu. Bảo không làm, ra lại về. Chẳng máu nhỉ. Mẹ làm mấy trăm nghìn bắt cá, mấy ăn. Ngày 350. Cho cái ảo ý cả. À, khi nhà ông bà nói chứ lắm. Bà đang gánh thân trâu để rắc những cái gọn ngót trong ngót nha các bạn ơi. Thôi, gánh này về được rồi, Văn Nguyệt à. Ôi, nó mát thì cứ làm một tí này, kiểu nắng, ta có làm nó đéo đâu. Đi học thì làm được thì cứ làm, mệt thì nghỉ. Ừ. Đấy, có sức thì không còn. Bây giờ thì bây giờ tao nghĩ đến việc thì tao ấy, trước kia tao làm tao cũng mệt đéo đâu. Mẹ 17-18 bao mùa là vợ bản vai rồi lại phân vịt phân gà bao đi ruộng trên kia làm đấy được một thời gian thì lại vứt đi làm với chị ông bao nhiêu công. Ừ, mẹ tối nhìn nha gánh đi. À, chưa cấy nó không có đất đâu, à nó không có phân. Không có chấu, chẳng có cái đéo gì bỏ vào đây. Thế bây giờ nó mới như thế này. Người ta bảo phân, không có phân bỏ gì, rau sao nó lên được. Nấm ấy, nó ướt đất này, mà không lên để như nhà mày đâu. Nhà cháu có ấy đâu. Nó nấm đấy, nó ấy thì chán lắm. Đây, chỗ này phải mày cắt những cái cây trong ngót này, mới lại bên kia ấy không lại trồng cái luống mà. Tí cái chỗ này. Cân do này. Cái này ấy. Đóng cỏ nó lại kia.
thái ăn bố rồi luộc rồi đánh gấm tỏi này ăn ngon nhỉ. Thế xin bữa rồi luộc ăn. Thế rau cắt nè. Mình sẽ kết thúc video tại đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.